Ở đây có loại dừa khoai lang tím này. Khoai lang tím này thì hỏi ông bảo là chữa nhuận tràng rất là tốt. À, lá màu tím. Đấy, đây là tím và nó đang xanh. Ông ơi, cái rau khoai lang tím này thì là lấy nó là giống ở đâu về ông? Nó là thuốc ạ? À? Thuốc gì? Đại tràng táo bón ạ? À? Cái này trồng có khó không ông? Cái này trồng có khó không? Vâng. Chủ yếu là làm chủ yếu là làm thuốc thôi gì ạ? À? Mình xào như kiểu xào rau có được không? Vâng ạ.